Da. Đây đấy. Đó, phước sao nó? Ở trên chết rồi. Phước em đã cái lấy lên mà lại bị quật á. Ừ, phụ em đang bị chặt chân này, lại bị. Quá mạ. Tinh đi mảnh xó. Tinh nhờ tâm mảnh xó. Tâm xong đấy. Tâm của ho mảnh xó. Nè. Còn chưa? Ừ. Lại làm ai không? Ừ, còn chưa. Nhưng mua kia là tám người rồi. Đó là kia. That's very nice. This is a soup of watermelon skin, water spinach, and shrimps, pressed water shrimps. One of the healthiest dishes for our family. Beautiful. Let's see. That's really good. The soup is very tasty. This is water
sorry, watermelon skin. After we eat all the flesh, we use the skin to make the soup. Chili is very nice. Very hot. Hello. Do you want to eat it? Do you want to eat it? Do you want to eat it? Do you want to eat it?